Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cặp nghê chân nến. Đây là một cặp nghê chân nến được làm từ gốm sứ và được sản xuất tại Bát Tràng. Với cái màu sắc của sản phẩm này là màu xanh ngọc. Đấy, các bạn có thể quan sát nhé. Một cặp nghê ở cõng ở trên lưng của mình là một thanh trụ để chúng ta đặt cây nến hoặc là để đèn ở trên này cũng được. Đối với cặp nghê này thì chúng ta thường bày ở trên ban thờ cạnh một bộ tam sự. Thường rất nhiều lư hạt, lư hương hạt và cặp nghê này nữa, nó sẽ là đẹp. Để đặt đến ở bên đây thay cho hai cây nến. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này. Đầu tiên tôi sẽ đi đến phần kích thước của sản phẩm. Sản phẩm với chiều cao là 43 cm, chiều dài của sản phẩm là 33, chiều rộng nhá, chiều rộng tính từ chân nhá, chiều rộng của sản phẩm là 20. Toàn bộ họa tiết mà mọi người đang nhìn thấy đây là họa tiết đều được đắp thủ công hết, từ những cái râu cho đến những cái tai đều được làm bằng tay, sau đó chắp vào bên trong rồi sau đó nung. Đây, hai ông lên rất là đẹp. Đối với dòng nghê này thì có hai màu, màu dạng và màu xanh ngọc như thế này. Ở phần trên cái phần đặt nến hoặc là đặt đèn thì được làm lõm xuống và đặt sâu bên trong như này, hình giống đài hoa sen, và cái trụ của nó là trụ hình vuông. Trụ hình vuông này tôi sẽ đo cái kích thước hình trụ này nhá. Trụ hình vuông này có chiều dài là 5 cm. Đuôi của ông nghê thì cong lên đây nhá, đuôi của ông nghê thì cong lên dính vào cái phần trụ này, cảm giác rất là vững chắc. Bây giờ tôi sẽ quay mặt bên này ra để cho mọi người nhìn thấy. Đây là mặt bên này. Hai mặt thì đều làm kỹ như nhau, nhưng khi đặt thì chúng ta sẽ phải đặt đối ạ. Đây là mặt bên này của sản phẩm. Hiện tại thì ánh đèn chúng ta nhìn nó sẽ hơi bị màu đậm, nhưng mà thực ra màu nó là màu xanh ngọc, màu xanh lá ấy. Bây giờ tôi sẽ để đây, và bây giờ tôi sẽ quay chi tiết cái sản phẩm này nhé. Bây giờ tôi sẽ quay zoom vào cận để chi tiết mọi người có thể nhìn rõ được cái sản phẩm này. Đây, các bạn đã nhìn thấy là cặp nghê đây, rất là đẹp. Kích thước thì chúng ta đã biết hết rồi. Đây là phần bên trên của phần đặt nến hoặc là đặt đèn này. Đây, hình bông hoa lõm xuống, hoa này là hoa sen nhá. Những cái đường nét này đều được điêu khắc thủ công hoàn toàn. Đây này, đây là mặt ông nghê này, được làm rất là tỉ mỉ. Đây là phần mặt ông nghê này, anh em có thể quan sát nhìn nhá. Đây là hai mắt của ông này. Phần mày này, phần mày cũng được xoắn hoàn toàn bằng tay hết. Đây là phần tai và phần sừng của ông nghê. Tai và sừng này. Ở dưới đây là phần râu này. Ở trong miệng của ông nghê thì đang ngậm ngọc nhá. Ở trong miệng của ông thì đang ngậm ngọc. Chúng ta có thể quan sát này, đây là phần sừng này, phần tai này. Phần râu của ông nghê này, đây là phần răng nanh này. Đây răng nanh của ông này. Các bạn nhìn thấy răng nanh đây. Đây răng nanh nhá. Đây là cái miếng vải, tượng trưng cho miếng vải để đỡ cái phần giá đỡ này. Đây móng của ông cũng được làm rất là tỉ mỉ này. Đây là móng của ông đấy. Ông nghê có 5 móng nhá. Ông nghê có 5 móng ạ. Đây là phần sau, bây giờ tôi sẽ quay phần đuôi của ông nghê các bạn nhìn. Đây là phần đuôi của ông nghê này. Đây là phần đuôi của ông này.
Thường thì như chúng ta biết hàng thủ công này thì nó sẽ không hoàn hảo được 100%. Riêng đối với những hàng đắp xoắn như thế này, nó vẫn sẽ để một vài những đường nét đây, ví dụ như cái vết này, những cái vết này khi chúng ta làm thủ công này. Đây là vết gảy này, đây là phần đuôi này, đắp xoắn rất là chi tiết. Đây là những vết như này, là làm thủ công thì không thể tránh khỏi những cái vết như này được. Nó là từ đất mà. Đây, quay chéo phần này. Ok, xin chào mọi người.